Thưa quý vị, trước đây thường quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, việc xây tổ ấm của người phụ nữ không còn gói gọn chăm lo con cái, vun đắp hạnh phúc gia đình. Phụ nữ ngày nay được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế. Cùng với đó là thay đổi tư duy về bình đẳng giới, mạnh dạn phát huy khả năng của bản thân để khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Tại huyện Ngọc Hồi, ngay sau khi chương trình Mỗi xã một sản phẩm được triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắc Dục đã nhanh chóng đăng ký ý tưởng khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ẩm thực truyền thống của địa phương, đó là thịt heo gác bếp và rượu ghè men lá. Để giúp chị em hội viên có cơ hội thoát nghèo bền vững và có nguồn thu nhập ổn định, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế chăn nuôi heo lai và heo địa phương, thành lập tổ liên kết để xây dựng sản phẩm ô cốp bền vững. Thứ nhất là cá nhân tôi thì muốn giữ gìn lại cái món ăn truyền thống người dân tộc Chiêng. Rồi thứ hai nữa là tôi muốn tìm được cái đầu ra cho các sản phẩm của chị em mà trồng và chăn nuôi. Thì trong quá trình tham gia sản phẩm ô cốp thì cá nhân tôi thì cũng đón nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là các chị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trung ương hỗ trợ trong các cái vấn đề nguồn vốn cũng như là hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục hồ sơ, đặc biệt là hỗ trợ các mô hình để mà chăn nuôi cho chị em. Xã Ngọc Vang có diện tích cây ăn quả lớn của huyện Đắc Hà với tổng diện tích gần 200 hectare. Phát huy tiềm năng của địa phương, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã thành lập tổ liên kết phát triển cây ăn quả với sản phẩm chủ lực là cam sành. Trong đó đặt mục tiêu cải thiện thu nhập cho hội viên phụ nữ và hướng đến phát triển sản phẩm ô cốp của địa phương. Mục tiêu là cũng muốn cho các chị em, mà đặc biệt là các chị em dân tộc thiểu số, để phát triển cải tạo vườn tạp của gia đình, là để mình phát triển cái cây ăn quả này. Cái mô hình này thì Hội Liên hiệp và xã cũng đã thực hiện được 2 năm và hiệu quả kinh tế thì khi đến mùa vụ thì hầu như là các chị đều đầu ra của các chị đều đảm bảo hết và cũng có nguồn khách sỉ đến tận vườn để cắt, và nói chung là đảm bảo khi các chị có sản phẩm là đầu ra đều là xuất đi được hết, là không có bị tồn lại. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ hiện thực hóa 30 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hỗ trợ hơn 50 sản phẩm của hội viên phụ nữ tham gia chương trình ô cốp cấp tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện hơn 6,6 tỷ đồng. Tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, có 10 ý tưởng từ các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố đã được vinh danh trao giải. Bản thân tôi thì thấy rất là tự hào. Rất tự hào vì mình là một người phụ nữ mà giờ về cái phát triển cái mô hình của mình được là trong cái ngày hôm nay được vinh danh là khởi nghiệp. Khi mà làm thêm cái món thịt heo hun khói này á, về cái kinh tế gia đình thì nó có phát triển hơn một chút. Thấy cái vai trò của mình là tuy rằng là một người phụ nữ nhưng mà vẫn thay thế được những người nam giới để phát triển về cái kinh tế gia đình nó ổn định. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chị Lương Thị Mỹ Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Dược Tây Nguyên, là một trong những phụ nữ tiêu biểu của tỉnh, đạt những thành tích đáng khích lệ trong việc phát triển các sản phẩm ô cốp của địa phương. Đồng thời, chị xây dựng chuỗi liên kết phụ nữ người dân tộc thiểu số phát triển sản phẩm ô cốp để giúp họ phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh cái việc là chăm lo cho gia đình, con cái, thì người phụ nữ cũng hoàn toàn có nhiều khả năng để góp phần vào cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và mong muốn của tôi là tất cả các phụ nữ là đều, nếu có đam mê, đủ đam mê thì chúng ta hãy cứ khởi nghiệp. Và bên cạnh của chúng ta không bao giờ đơn độc, mà bên cạnh chúng ta lúc nào cũng có các đoàn thể, các hội phụ nữ và các cơ quan ban ngành đoàn thể sẽ luôn luôn cùng sát cánh bên chúng ta, cho nên chúng ta không đơn độc trên con đường khởi nghiệp và hãy mạnh dạn làm đi để cho cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Với những nỗ lực của các hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, hàng năm
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kịp thời biểu dương khen thưởng và vinh danh những cá nhân tập thể tiêu biểu, qua đó khuyến khích, động viên hội viên phụ nữ mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể, kêu gọi, huy động các nguồn lực, hỗ trợ phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Không chỉ làm tốt vai trò của người mẹ, người vợ, hết lòng chăm sóc cho con cái, cho gia đình, mà người phụ nữ còn thể hiện được cái bản chất phẩm chất của mình. Trong đó thì phụ nữ đã tích cực tham gia các cái hoạt động, đóng góp quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở trên địa bàn. Qua đó cũng đã phát huy được cái vai trò của phụ nữ trong cái việc làm chủ và nắm vững nhiều vị trí quan trọng và khẳng định vai trò vị trí của mình trong sự phát triển của xã hội. Ngày nay, phụ nữ có vai trò lớn trong gia đình và ngoài xã hội. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ rất cần được tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là sự cảm thông, chia sẻ của gia đình để có thể phát huy tốt sự sáng tạo, năng động, ngày càng có cơ hội vươn lên.